chuyển được hai cõi, sinh hoạt hai cõi, ăn được con cõi, các phàm cõi kia tối thường ngủ đâu có ăn, bay vòng vòng, ai hú ai ghéo ai gọi về đó. Thì cõi vô hình chiếc thân mà xuống đây chiếc cả trăm nghìn cái thân, mỗi tối trên thế giới bớt có nạn tai thì bớt có hú, bớt có kêu. Đệ tử cũng vậy, đứa nào mà vui á thì nó bớt có kêu, bớt có ghéo. Đứa nào nội bộ buồn á, nó hú, nó kêu, nó ghéo, nhưng mà lúc nào cũng cười. Cái này thông báo bữa nay tất cả hội thiên trên thế giới, khắp hải ngoại, Mỹ Châu, khắp năm hai tiểu bang Virginia, Seattle, Houston, tất cả hội thiên, tất cả hội thiên ở trong nước Việt, Thiên Âm Thành hay là Thiên Có Lành, là cái bản Thiên Tâm Giáo Chủ đời thứ hai thì càng tốt. Còn Thiên Âm Thầm thì mấy viên chức cũng phải nên nghe cái này. Người lớn tuổi, 70-80 tuổi cũng có khả năng cầm lấy miếng giấy nhỏ nhỏ, cầm cái viết với cái tên này ký xuống. Gọi là thường á, thì người ta gọi là thỉnh nguyện thư, còn này là mong muốn thư hay là tiên tri thư hay là sấm cơ của ông Trạng Trình, đúng rồi. Nếu tin Thiên Tấn Kiệt này là Minh Dương cũng được, không tin không sao. Tin Thiên Tấn Kiệt này tương lai là vua nước Việt cũng được, không tin không sao. Nhưng nếu tin thì sau thời hậu cộng sản, nếu có một người nào thứ hai mà lấy ân báo oán để cho 4,5 triệu đảng viên không có bị mất tài sản, không có đổ máu thì tìm. Còn nếu đó là về mặt đời thì viết một cái thơ gửi về địa chỉ 39760 đường Eureka, chữ E, chữ U, chữ R, chữ Eureka dịch tiếng Việt ta E U R E K A, đó là chữ Eureka. Try là D O, ở thành phố Newark là N E W A R K, rồi viết tắt là C A, tức là California. Số dùng là 94560, là 94560. Đó là gửi về cái thơ. Tôi thích sau thời hậu cộng sản thì nó kiệt về để mà đưa một nước Việt lên là một nước hùng cường giàu mạnh, đem công ăn việc làm để nước mình không còn nô tài quốc tế hay cô dâu xứ Hàn hay xứ Đài nữa. Thì cứ viết một cái thơ gửi về đó, để mà thơ này thơ để một cái bước đầu nhẹ nhàng để mà thăm dò và đồng thời là thiệp. Sau này nó cũng sẽ như vậy. Thay vì ở bển, mình sống ở chế độ bển này nó hơi khó để mà nói lên hay là đeo dấu thiên tâm, thì viết cái thơ bỏ con tem vô, bỏ, nếu không có tiền dán con tem nữa là thôi á, thì gửi về địa chỉ đó. Thì những cái thơ này sẽ lưu truyền thiên cổ. Những đứa họ thiên bên Mỹ, những đứa đại tử bên đây sẽ scan, tức là bỏ vô computer giữ dữ kiện lại, sẽ lưu trữ lại. Và cái này rất là quan trọng, sẽ không có một người thứ hai ngoài Thiên Tấn Kiệt này đọc cái thơ đó, nên yên tâm. Cái đó là lời hứa của một vị Bồ Tát sống, không có người nào thứ hai đọc, chỉ cần tên và chữ ký, cho nên không có cần phải ngại ngùng mà để mà sợ gì hết. Kiệt này hứa là sẽ làm, thì cái thơ chỉ có Kiệt này là giữ kỹ lại để mà lưu trữ những ngày tháng đầu trước khi mọi chuyện nó thành hình.
năm cái ác sẽ qua đi rất là lẹ. Thể chế cộng sản cũng như vậy thôi, cả Nga và Tàu thì Việt Nam không có thể nào giữ nổi, và họ cũng muốn có sự thay đổi, và một thay đổi một cách là đổi màu áo, thì chỉ có cách này đó. Thì đó, đây là lời thông báo nha, đó, gán với cái thơ gửi về. Thường cái này tự nhiên điển lên nói thông báo mà nó cần phải nói thêm gì không, nói nhiều đủ rồi, đủ hiểu rồi không, cái này là thiệt á. Nhưng mà mấy đứa đệ tử họ Thiên Nhân Thế Giới á, cũng nên hiểu làm Facebook hay YouTube để mà độ, để mà kéo nhiều người quay đầu về cha mẹ. Và cũng phải làm những cái chữ, những cái gọi là giống như hịch của Ngài Trận Đạo vậy đó không, hay là Ngài Phạm Ngũ Lão rồi đại khái Trần Bình Trọng rồi thời xưa vậy đó. Thì mấy con cứ bỏ lên trang mạng để cho ta hiểu, gọi là thơ vậy đó, cái thơ thăm dò để cho cái người ta có thích không. Thì ai muốn Thiên Tấn Kiệt này về lo cho quốc gia sau thời hậu cộng sản thì phải suy nghĩ lại với cái thơ, tại vì trời Phật làm cái gì cũng phải do chúng sanh, nghiệp là nghiệp của chúng sanh, xu là người cõi trời xuống đây. Cha mới hồi từng rồi cũng nói ngày mùng chín Tết với cha, nước Việt còn cái nghiệp nặng lắm, họ không biết cha là ai, cho nên cái nghiệp cũng còn. Còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là chết không chết, sống không sống, đói khổ, khổ càng khổ thêm, đói càng đói thêm. Hiện giờ nữa, chưa chiến tranh mà hiện giờ đã đói khổ rồi, mà hỡi có chiến tranh mà ở châu nữa thôi, nước Việt là nước chết nhiều nhất. Thì cái này là lời thiệt chứ không phải là lời hù dọa, mà tiên tri nói trúng 90%. Mà ngày giờ thì không ai biết, tất cả thám cơ trên thế giới có ai nói ngày giờ đâu. Thì gạo dự trữ thì cũ thì mình đổi mình ăn, mình mua gạo mới, nhưng mà nó sẽ xảy ra thiệt, nước Việt sẽ không bao giờ khả quan hơn nếu ngày nào Thiên Tấn Kiệt này chưa có về nước, thì cái chân mệnh chưa có về, rồng chưa có về, thì ở bển cũng là chưa có cái gì gọi là cũng như là một cái điều kiện để cho thượng thiên cho chúng sanh ở bển. Còn nhiều người còn nghịch thiên lắm, vô văn quá mà mấy đứa nhỏ. Nhưng mà tương lai rừng cộm nước nhà là của tụi nhỏ, tụi nó phải giữ nước, nhưng mà bây giờ nó không biết gì hết. Ở một cái thời đại bi cực này, muốn trở thành một cái thời đại vàng son á, thì những chim hiền ở hang ngoại phải đi về, 6 triệu người khắp thế giới phải về, thì nước Việt nó mới lên được, thế giới mới nhìn thấy một cái làn sóng của người mình mà thương người mình mà về ồ ạt á, thì cả thế giới họ mới chạy theo. Người mình không thương người mình, còn nghe ngại với người mình, thì thế giới làm sao tin tưởng mình. Đó là một cái điều bình thường thôi. Giống như trong nhà mấy đứa con, 5 chị em mà cứ gây lộn nhau, thì bạn bè hàng xóm họ né, họ đâu có dám tới để mà giao du mình. Đó là nước Việt mình đang bị cái nạn đó. Thế gì là Phật rồi có mấy lời thông báo thôi. Con tắt đi. Sư phụ cho con hỏi, chẳng nói cho người ta biết luôn. Giống như là cái thơ đó, mình có cần viết tên họ xong rồi mình có cần viết địa chỉ không á sư phụ? Không cần. Tên được rồi, tên với tuổi thôi. Dạ. Không cần ngày sanh gì hết, chỉ cần tên với tuổi thôi. Mà cái thơ mà viết cho sư phụ á, để mà thỉnh nguyện sư phụ á, rồi sư trình lên cho cha với cho chư Phật. Đây con có khoảng 30 triệu cái thơ, tức là lòng dân mà. Ở trên trời thì thuận theo lòng dân, dân thì phải thuận theo trời, trời thì thuận theo đất. Thì ví dụ mình có 30 triệu cái thơ viết xuống, thì chỉ cần tên và chữ ký với cái tuổi thôi, ở một cái vùng nào thôi, không cần chính xác. Nhưng mà đại hồ đã hứa rồi, khi mình giữ lại cái lưu kiện đó, thì nó nằm trong cái server digital để cho lưu truyền cho hậu thế. Ở cái thời đại này nó có những cái hoàn cảnh như vậy, những cái người mong ước, những cái tiếng nói bé nhỏ mà được trình lên thiên đàng, thì cái thơ này sư phụ sẽ trình lên cho mấy chi vị Hồng Thiên Sông Núi coi.
mình có 30 triệu, 20 triệu cái thơ hay là mấy cái không biết. Nhưng mà khi tiếng nói này bữa nay ra đó, thì chỉ có một cái là tất cả thơ từ sẽ nằm ở trong một cái nhà kho giữ lại của cái thời này.